Khả Năng Ô Tô chân thành cảm ơn tất cả quý vị, chị và con, cô bác, chú đã luôn quan tâm giúp đỡ ủng hộ Khả Năng ạ. Hôm nay là ngày mùng 8 nhỉ hay mùng 9 nhỉ, không nhớ nữa, tôi chết rồi. Qua năm mới ăn nhiều bánh trưng đầu cứ lú mề thôi. Nhưng mà không quên gửi đến được cái chúc sức khỏe, lời chào trân trọng và thân thương nhất tới tất cả quý vị, chị và con, cô bác cùng toàn thể mọi người. Chúc mọi người một năm mới thành công, may mắn, mỹ mãn thôi các bác nhá. Mỗi năm anh em mình kiếm thêm vài chục tỷ vào. Anh em nào làm ăn to là kiếm nghìn tỷ nhá. Mất công chúc phải chúc vậy. Hôm nay Khả Năng có về Mazda 2. Mazda 2 nhà màu trắng màu đỏ rất là nhiều nhưng mà màu đen thì rất là hiếm các bác nhé, em thấy hiếm lắm. Còn Mazda 2 này đời 2016 bản premium luôn. Premium thì nó hơn cái là nó có 4 kính auto cùng với lốp R16 này, xong đó nó có cả cruise control nữa. Nhiều con không có cruise control đâu. Đấy, nhiều con thì có. Con này có cả đèn bi salon nữa, là bản này bản pre. Đấy, có những bản deluxe thì nó rẻ hơn một tí xíu nhưng mà không chênh nhau là nhiều. Em nghĩ là nó giống nhau vì máy số thân vỏ và gầm bệ của nó là giống nhau hết. Quý vị chị bà con nào anh em mình quan tâm, anh em mình có thể qua cửa hàng nhà Khả Năng. Anh em không thích màu đen thì có thể thích sang màu trắng hoặc màu vàng cát nhà bên nhà em các bác nhé. Có cả màu đỏ, Mazda 2 màu đỏ luôn. Giá xem anh quanh khoảng tầm 350-360, tùy theo xe. Xe đẹp thì nó khác, còn xe xấu nó khác. Cách đây khoảng 4-5 tháng trước Tết thì bọn em bán anh quanh khoảng tầm 330-320 thôi. Nhưng mà đời 2015-16. Đấy quý vị chị ạ, tùy thời điểm nhé. Thời điểm này thì xe đang cao. Đấy mà xe đẹp thì chắc chắn là không có rẻ rồi. Và xe này giá cao thì đồng nghĩa việc xe rất là đẹp và không có lỗi, không đâm đụng va quệt. Chiếc xe này thì Mazda 2 đời 2016 bản premium ở bên em đang chào bán có tầm quanh quanh 350 thôi, chính xác là 358 triệu tại cửa hàng. Tất nhiên là giá còn bớt, còn độc lá, còn bao rút hồ sơ. Biển Quảng Ninh tên tư nhân, mang nước sơn màu đen rất là đẹp, nổi bật. Phân khúc hạng B nhưng nó nhỏ hơn Vios và Accent một xíu, chính vì thế nó rẻ hơn. Nếu mà nó to bằng Vios và Accent thì chắc chắn nó sẽ đắt hơn vì form dáng nó đẹp hơn so với dòng Vios và dòng Accent cùng đời cùng phân khúc. Thì con này em nhìn thấy nó thể thao hơn nhưng nó nhỏ hơn các bạn, chính vì thế nó rẻ hơn, đồng nghĩa việc là chiếc xe này được cái giá tốt hơn so rất nhiều so với dòng xe của Vios và Hyundai Accent. Hiện tại thì nhà Khả Năng có cả Accent có cả Vios cho bà con lựa chọn anh em nhé. Anh em mình quan tâm trực tiếp làm việc với em Đăng qua số điện thoại 0326062789, sở hữu mẫu Mazda 2 đời 2016 màu đen, màu trắng, màu đỏ. Đấy, hoặc là Vios G số tự động màu đen, hay là Accent số tự động màu lâu, màu xanh hay màu ghi. Nhà rất là nhiều sự lựa chọn với phân khúc giá tiền quanh khoảng tầm 340-350. Hoặc là anh em có thể mua được Kia Soluto số tự động đời 2019 luôn với giá tiền khoảng 358 triệu đồng. Đấy, rất nhiều sự lựa chọn như vậy cơ mà. Quý vị chị bà con nào anh em mình đang quan tâm mà chưa có xe đi lại, anh em mình hãy alo trực tiếp cho Đăng. Số điện thoại của em chưa đổi, 0326062789, anh em mình sở hữu mẫu xe này. Đấy, chiếc Mazda 2 này thì nó được trang bị nội thất màu xanh rất là đẹp, nổi trội nhé các bác nhé. Chủ lữ sử dụng nên là người ta mọc cái màu ghế, mà ghế da này em đảm bảo các bác là da không có trên thị trường luôn. Không nhiều người dám bọc vì cái nó rất là đắt, da mềm và da bò mà nó cái nanh quanh khoảng tầm hơn 5-6 triệu gì đấy. Bình thường người ta bọc bộ ghế da có triệu 6-2 triệu thôi, nhưng chiếc này phải bọc 5-6 triệu luôn. Này các bác nhìn này, phím bấm của chỉnh nhạc của nó nhìn rất là khác biệt nhé. Đấy các bác, cái điều hòa auto nhé. Đấy, xong rồi có cam hành trình, màn hình to, màn hình này màn hình Carflu nhé, màn hình này 10 triệu các bác. Màn hình 10 triệu. Phím rất nhiều phím được đính kim cương, mỗi kim cương khoảng tầm 2 triệu thôi, anh em tính ra nhanh quanh khoảng tầm 100 triệu rồi. Đấy, anh em mình mua con xe này rất là rẻ, hợp lý. Quý vị chị bà con nào anh em mình quan tâm, trực tiếp làm việc với em Đăng. Số điện thoại 0326062779 này. Các bác nhìn này, keo chỉ zin này, không lỗi này, không đâm đụng này, không va quẹt vào đâu cả. Đấy, quý vị chị bà con này, anh em vừa về xong các bác, chưa lên sóng được nhiều đâu. Em vừa về xong luôn, lốp nắp sạch sẽ đẹp đẽ. Trong ngoài nhìn nét. Đấy, trong ngoài nhìn rất là nét luôn. Mazda 2, độ bền cao, tiết kiệm nhiên liệu. Chỉ 5 lít trên 100 km thôi. Siêu tiết kiệm nhiên liệu, máy số zin, keo chỉ zin. Đấy, màu sơn đặc biệt, màu đen. Đấy, bản đặc biệt cho bà con các anh chị lựa chọn nào. Anh em mình quan tâm, anh em mình trực tiếp làm việc với em Đăng nhé. Em đã Khả Năng rất mong muốn được giao lưu cùng mọi người. Hôm nay là ngày mùng 8 hay mùng 9 nhỉ? Nhà em đã bán được 4 cái. 4 cái thôi. Đấy, nhiều anh em cứ bảo là bọn em chém gió năm vừa rồi không bán được hơn 2.000 cái. Em bán đúng thật là các bác là khoảng tầm 1.700. Nhưng bán thợ nhiều hơn, bán thợ cũng được mấy trăm cái nữa vì xe lỗi bọn em bán cho thợ anh em ạ. Nói thật với các bác là lỗi phải bán đi, bây giờ những cái lỗi vứt đi. Thế mình bán cho thợ hoặc là mình bán cho anh em nhân dân nhưng phải báo cho người ta là xe lỗi. Ừ anh ơi, sau này nó lỗi thì nó rẻ hơn. Anh mua được thì anh lấy, em lấy cho anh. Đấy, nhiều anh em thợ người ta vẫn mua mà. Vì thợ sửa chữa người ta mua về người ta dọn vừa đi vừa bán. Còn nhiều ông nào mà không biết thì nó bán trên thị trường xe lỗi đi nhưng mà nó bán thành xe giá xe rẻ hơn một chút. Ví dụ con này chẳng hạn bán là 350. Nhưng mà có những con như này nó bán có 320, anh em phải xem xét ngay. Đấy, vì sao lại như thế các bác nhé. Còn con xe này thì máy zin các bác nhé. Máy zin, keo chỉ zin, máy con này vẫn zin nguyên này. Ốc cabo thì mở rồi các bác nhé, mở để làm sơn rồi nhưng mà keo chỉ cabo thì nguyên zin. Đấy, không có đâm xô vào đâu cả, thì keo chỉ nó zin nhưng mà nó mở ra nó còn sơn cái cabo này. Nhiều anh em cứ không cho người ta mở luôn. Nhiều chiếc thực sự là người ta đi giữ gìn không xước sát thì nhiều, người ta để nó đánh bóng qua thôi nó cũng đẹp. Nhưng những con mà nó xước nhiều người ta phải bóc buộc phải tháo ra hoặc là làm bảo hiểm là sẽ tháo ra để sơn các bác nhé. Để treo lên để sơn nó đẹp, nó không bị chảy.
đấy, hoặc là có thể nó đâm đụng các bác nhé, đâm đụng thì mới tháo đấy, có nhiều lý do lắm, hoặc là cẩu máy ra ngoài thì nó sẽ tháo cabo này ra để đưa máy ra đấy. Nhiều người thì không cần, nhưng nhiều người lại tháo hết, nên là quý vị chị bà con anh em mình mua xe thì cứ đến địa chỉ uy tín một tí, người ta có bán chuẩn cho bà, báo cho bà chuẩn cho bà con là được. Còn xe cộ thì nó chất lượng này, mỗi xe mỗi khác, có những chiếc thì nó va quệt rồi thì nó rẻ, có những chiếc va quệt nhẹ nó vẫn cao bình thường, nhẹ mà không vấn đề gì cả, móp méo nhẹ thì không vấn đề gì hết các bác nhé. Nên thôi quý vị chị bà con nào anh em mình hợp khả năng thì ủng hộ khả năng, còn không hợp khả năng thì tiếp tục ủng hộ em. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều, hẹn mọi người trong những video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.